Sáng nay ngày 22 tháng 6, đoàn công tác Bộ Nội vụ do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành nội vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng dự làm việc với đoàn. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác nội vụ đạt kết quả tích cực. Theo Nghị quyết 107, thành phố đã sắp xếp và giảm 46 đầu mối bên trong các cơ quan hành chính, hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, giai đoạn 2017-2019 đã giảm 280 tỷ đồng ngân sách chi cho các đơn vị. Đà Nẵng cũng đảm bảo việc tinh giản biên chế theo lộ trình. Theo Nghị định 34, thì thành phố cũng đã giảm 88 cán bộ công chức và 305 người hoạt động không chuyên trách xã phường. Đến nay, thành phố cũng đã triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bước đầu giúp tinh gọn bộ máy, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và sự chủ động điều hành của chính quyền. Qua rà soát, Đà Nẵng sắp xếp lại và đến nay có 2.791 tổ dân phố và 113 thôn. Năm 2021, Đà Nẵng đã trở lại top các địa phương dẫn đầu, xếp thứ 3 trên 63 địa phương về chỉ số cải cách hành chính. Các mặt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng cũng có chuyển biến tích cực. Tại buổi làm việc, thành phố cũng kiến nghị với Bộ Nội vụ một số vấn đề liên quan đến việc quản lý biên chế, số lượng người làm việc, về xây dựng chính quyền địa phương, về quản lý hội và một số nội dung khác. Với thí điểm chính quyền đô thị thì hiện vướng mắc về thẩm quyền chưa rõ nên còn lúng túng. Đồng thời, sự chủ động ngân sách các địa phương còn hạn chế. Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra thời gian dài đã ảnh hưởng, tạo tâm lý e ngại cho cán bộ công chức. Thì đây là một trong những vấn đề mà tôi cho rằng nó là tạo ra những cái tâm lý e ngại về mặt trách nhiệm của cán bộ công chức, và như vậy nó sẽ không thể nào mà thúc đẩy được cái năng lực sáng tạo cũng như là trách nhiệm chủ động tham mưu đề xuất của cán bộ công chức. Thì đây là những vấn đề mà tôi cho là cũng là cái thách thức đối với cấp ủy và chính quyền của thành phố, và tôi nghĩ cũng ở nhiều cái địa phương khác nữa. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, để đảm bảo nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển thành phố thì kiến nghị Trung ương cần có cơ chế tự chủ về biên chế trên tinh thần địa phương tự cân đối ngân sách và chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta làm được cái cơ chế này thì tôi cho rằng là chính ở địa phương phải chịu trách nhiệm thì địa phương còn no hơn. Bởi vì ông phải rút cái tiền của ông, tiền túi ông ra để ông lo cho cái nguồn nhân lực. Cái thứ hai nữa là nó phù hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi địa phương và cái định hướng phát triển của địa phương đấy. Tôi nói ví dụ đối với Đà Nẵng, chúng tôi có 3 cái trụ cột chính với 5 mũi nhọn, thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào cái du lịch dịch vụ, rồi cái công nghệ cao, rồi xây dựng thành phố thông minh, rồi tới đây là trung tâm tài chính. Tức là toàn những cái lĩnh vực mà đòi hỏi cái nguồn nhân lực phải là chất lượng cao, chị trả, thì cái yêu cầu về thu hút nguồn nhân lực là hoàn toàn khác với một số địa phương khác. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Đà Nẵng với nhiều kết quả tích cực, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đà Nẵng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-19 của Trung ương, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Đà Nẵng cần tiếp tục chú trọng thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp bộ máy, tự chủ đơn vị sự nghiệp công, nhất là y tế, giáo dục, cũng như việc tinh giản biên chế, tạo cơ sở để bổ sung nhân lực chất lượng cao. Hoàn thiện cái việc cơ cấu lại cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức của chúng ta. Đà Nẵng cũng là cái nơi đi sớm để chúng ta sắp xếp theo cái xác định cái vị trí việc làm. Thì tới đây có cái hướng dẫn nữa thì chúng ta sẽ hoàn thiện và cùng với lại cái khung năng lực, và từ đó để mà chúng ta tiếp tục thực hiện cái mục tiêu đó là nâng cao cái chất lượng cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức lên, và tiếp tục để chúng ta làm tốt hơn nữa cái văn hóa công vụ và cái đạo đức công vụ, cái kỷ cương kỷ luật công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá việc thí điểm chính quyền đô thị được Đà Nẵng thực hiện căn cơ, đồng bộ, thống nhất và khá bài bản. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát huy, đồng thời mạnh dạn việc phân cấp phân quyền. Các đồng chí lưu ý bám theo cái nghị quyết 04 để chúng ta làm. Vì cái phân cấp phân quyền này sẽ giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề vướng mắc, cản trở, điểm nghẽn cho cái sự phát triển này. Nhất là trên một số lĩnh vực về tài chính, về vấn đề đầu tư. Chúng ta bám vào cái đó làm cái cơ sở pháp lý. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị Đà Nẵng cần tập trung hơn nữa cho công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao đạo đức, kỷ cương công vụ đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khác liên quan ngành nội vụ.